Dạ, mình là Đạt Quý, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Lời đầu tiên là Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay nói về cái tình hình mà của những Việt Kiều đi về Việt Nam, nói là người già ở Mỹ, nói là người Việt Nam nói riêng đi các bạn. Về già, về hưu sống stress lắm. Có nhà cũng stress như thường. Thì mình chưa có về hưu, nhưng mà những anh em chuẩn bị về hưu hoặc là có những người xung quanh mình về hưu thì mình có thể mời những cái người đó lên. Thì họ nói giống như là nước Mỹ bị sụp đổ khi mà những cái người về hưu. Thì rõ ràng là họ nói họ có nhà ở đất nước Mỹ này. Rồi nếu như họ ở Mỹ thì họ cũng phải ở garage để nhà đó cho mướn. Thì cái rõ ràng cái này không có đúng sự thật cho bạn. Nếu như mà bạn mua nhà từ lúc bạn còn trẻ, trả góp 30 năm, tới lúc bạn về hưu thì bạn đã trả rồi. Tại sao bạn phải ra ngoài garage bạn ở để nhà cho thêm, cho thuê thêm để có đồng lời, đóng thuế? Họ cứ nhắm vào những cái thuế đó. Rồi cho nên về Việt Nam sống, mình nói giống như anh Alan nói, họ không đủ tiền sống, anh Đại vậy, họ không đủ tiền sống ở đất nước Mỹ này. Thì làm cách nào để bạn sống được ở đất nước Mỹ này khi về già? Thì anh Alan đã nói như thế này các bạn, khi mà anh qua Mỹ, anh chưa bao giờ ở garage. Anh Đạt ơi, mình muốn nói cho chị Thi nghe và anh Giao nghe. Mình sống ở Cali, tiểu bang Cali, ở bên Bắc Cali, San Francisco, ba mấy năm rồi. Mình chưa từng bao giờ ở garage, ok, chưa từng bao giờ. Lúc trước mấy đứa con đi đại học ở tiểu bang khác, ở dưới nhà mình có mướn cho người ta. Ở dưới nhà mình có mướn cho người ta là mình có cho người ta mướn đó. anh nói ngược, mình có, tại vì tiếng Việt không rành các bạn, mà ở mình có cho người ta mướn, không phải mình mướn cho người ta. Đấy, rồi sau đó mấy đứa con học xong về, giờ hai người đó dọn ra, mình trả lại, mình nó trả lại cho mình, cho nên mình cho hai đứa con ở dưới. Thì cái garage đó, mình đã tới nhà anh Alan Đặng ở San Francisco rồi các bạn, mình ở garage, ở trong cái phòng đó. Thì đó, nói cái garage đó, thì nó y như cái nhà vậy đó, cái phòng ngủ, có toilet, có nhà tắm đàng hoàng. Nhưng cái garage biến thành cái phòng ngủ, ok. Thì cái bên Cali là họ cho như thế. Thì cái đó thì là garage, bạn đi vô bằng con đường garage. Đó. Rồi nghe đây rồi chút nó nói các bạn. Rồi giật đi. Tổ cha nữa. Ở garage. Đấy. Nếu mà mình về hưu, mình sống ở Cali cũng thoải mái. Không có stress gì hết á. Chắc anh Giao nói là cá nhân của anh thôi. Không phải là người khác cũng như vậy. Đây là cá nhân của anh Giao, sống ở tiểu bang Cali, thấy khó khăn khi về hưu. Còn mình không có khó khăn gì hết á. Mình chuẩn bị về hưu rồi, mình sống cũng thoải mái, mình cũng đi du lịch, mỗi năm đi du lịch bình thường, không có gì hết á, không có gì trở ngại gì hết á. Đó, Việt Kiều đi về Việt Nam nói rằng người già đó mà sống ở Cali khi mà về hưu mà họ ở 40 năm là bị stress lắm, có nhà cũng không có mà đóng thuế đóng đồ dữ lắm. Nó nghe nó ngộ ngộ các bạn, để coi coi cái tiếp là gì. Hai anh Á Lần, anh Vinh Sơn. Em nhìn vô á, cái mấy cái tiền retire đầu của anh á, em nhìn em biết, em hiểu. Thí dụ như á, bây giờ anh có ở Cali, anh retire, anh cũng đâu có stress gì đâu. Bây giờ nhà anh pay off, rồi bây giờ anh có cái số tiền hưu như vậy. Anh đi chơi, là anh đi đây đi đó, anh ăn làm sao mà hết. Bệnh á, thì có, anh là nhân viên chính phủ mà, anh làm bưu điện. Thì bây giờ bệnh hoạn có mà có bảo hiểm đồ hết rồi, anh có cái gì mà phải stress. Thì bây giờ anh nói rất là đúng. Bây giờ ông lấy một cái cá nhân của ông ra để ông đại diện cho cái nước Mỹ. Anh không thể nào anh đại diện cho tôi được. Đó.
giống như Việt Thảo vậy đó, tôi đại diện cho người Việt ở ở Mỹ. Anh không thể nào đại diện cho tôi, anh đại diện cho Việt Thảo hay là anh đại diện cho Văn Sơn thì ok, anh không thể nào anh đại diện cho tôi. Tại vì tôi không có bầu anh ra làm là chủ tịch cộng đồng của người ở bên Mỹ này, cho nên anh không có quyền đại diện cho tôi. Anh lấy cá nhân anh ra anh nói ok, bây giờ thí dụ chú Giao đó nói cá nhân tôi bây giờ tôi vậy bla 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 bla, bây giờ tôi sống ở Cali không có nổi, vì già thấy nó mệt mỏi, nó thiêu tốn thúng kém, bây giờ tôi muốn bán nhà tôi đi về Việt Nam, tôi ở như vậy đó thì tôi thấy sung sướng hơn. Ok, cái đó là cá nhân của anh, ok. Còn bây giờ anh không có thể nào anh đại diện cho một người Mỹ được đó. Giống như đó, bây giờ em này em ở một mình, em với con chó với con mèo nè, cái nhà của gần 2000 square feet nè đó. Trời ơi, có bao giờ ở gara, nhưng mà hồi xưa mới qua Mỹ có 8 thằng ở một cái apartment 2 phòng. Nó stuck giống như là cả mồi Salin vậy đó. Ok, có một cái bathroom thôi. Một thằng ấy, sáng ngày vô bathroom là mày chỉ được 10 phút thôi. Xong ống xong gì là nắm đầu kéo ra. Cho nên á, mình mơ được á, là mình có sáng ngày á, mình có được á, 20 phút để đi bathroom. Cho nên từ đó về sau em có khả năng em không bao giờ chịu xài bathroom chung với ai chăng á. Tại vì mình á, sống ở cái thở nhỏ mà cái thở đó mình á, mình bị như vậy á, mình khổ quá. Mình thấy nó rất là bất tiện. Còn bây giờ anh á, giống như anh bây giờ giống như anh đạt đậu này kia, anh Vinh này, anh Đại, bây giờ đi thai có cái gì đâu mà phải sống mà khổ cực. Bây giờ mình chỉ cần mình thay vì bây giờ mình không muốn giữ căn nhà đó thì bây giờ mình bán căn nhà, mình mua cái condo hay là mình mua cái tháo áo thì mình cũng có dư mấy trăm ngàn ở trong đó rồi. Hay là bây giờ mình nói đi, mình đi mướn một cái apartment, luxury apartment này ở đi, mình cũng đâu có xài hết cái số tiền đó đâu. Đó. Nhưng mà có cái là ổng á, mấy cái người đó, bởi vì em nói á, đi về Việt Nam á là nói lên á, nói cái mặt trái, cái tiêu cực của nước Mỹ rồi, đại diện nói là ở bên Mỹ là vậy, nó không có đúng được. Anh đừng có đại diện cho tôi, không ai đại diện cho tôi, trừ khi nào ông Trump đại diện cho tôi thì ok, tại vì tôi là người bầu ông Trump lên. Còn bây giờ tôi không có bầu anh không có được quyền mà anh bà đại diện cho tôi. Đó các bạn, đó là các anh nghe những cái Việt Kiều đi về Việt Nam, họ nói họ sống ở đất nước Mỹ này quá khổ khi về hưu. Rồi để nghe thử coi như thế nào rồi mình cùng nhau bình luận chút xíu. Đúng rồi anh Alan, nếu mà mình có nói, mình nói thẳng với ổng luôn mà. Nếu mà một người ở đây đi làm 30-40 năm á, sống ở đâu về hưu rồi á, như sức sống ở đâu cũng được hết trơn. Tại người ta có muốn hay không muốn thôi. Đối với ổng mình cũng nói thẳng luôn, mình nói ổng nếu mà ổng làm như ổng nói mấy chục năm vậy, đúng ra ổng có một số tiền hưu nhiều lắm, nhưng mà tại mình nói thẳng là ổng là người không thất bại, coi như ổng có plan sẵn. Đó là cho nên bây giờ ổng kẹt vô cái thế, mình nói thẳng trên cái bình luận mới nhất là mình cũng nói ổng kẹt vô một cái thế, nhưng mà mấy thằng kia nó vô nó binh ổng, nó nói tại sao mình nghĩ ổng như vậy, ổng giàu rất là mấy chục lần mình. thì thôi bây giờ mình nói sao á, nó cũng nói mấy thằng dư luận viên mình nói sao nó cũng bình luận lại được hết trơn á. Cái anh Giao chị Thi này cũng vậy, hồi nãy anh Vincent nói mấy cái video trước mình đã nói rồi, mình chỉ ra rõ ràng vậy, mình hỏi anh Giao mình nói đúng không, anh làm ngơ nha, chị Thi cũng làm ngơ luôn. Còn mấy dư luận viên kia nó vô nói tầm bậy tầm bạ không à, nó nói là người ta lớn tuổi về hưu rồi, giống như ông Cộng Nguyễn rồi này nọ, ai mà đi làm ăn, ai mà đi mà kiếm tiền rồi như mày, nói chỉ tầm bậy tầm bạ. Nó là nói tụi nó là vậy đó, mình nói ra tới nào nó hết đường rồi thì nó sẽ nói vậy. Ai anh Đại đó, bây giờ anh thấy đó, bây giờ cuộc sống á đó, nếu mà một người bình thường, em không nói là anh có mà giống như là bằng cấp bác sĩ kỹ sư hay là cái gì, anh ở Mỹ này mà anh là người đàng hoàng tử tế, anh đi làm 30 năm, cuộc sống của anh bây giờ anh retire chỗ nào á, anh biết hồi xưa giờ anh biết đóng tiền 401k tiền này nọ, anh retire ở đâu anh cũng sống cũng khỏe thoải mái hết trơn, ok, nó không có phải là một cái vấn đề gì hết trơn á. Nhưng mà những cái người đó họ tuyên truyền, họ về hết tuyên truyền tầm bậy. Tao ở Mỹ 50 năm, tao ở Mỹ 40 năm, bây giờ tao 70 tuổi, tao hiểu nhiều quá. Ông lớn tuổi hơn tôi nhưng chưa chắc gì ông hiểu biết hơn tôi. Ok, ông ở Mỹ lâu hơn tôi nhưng mà chưa chắc gì ông hiểu hết cái luật Mỹ như tôi. Đó, cho nên á, đừng có lấy cái tuổi ra mà đè người ta. Trời ơi, có cái nạn theo cái thời phong kiến nữa. Trời ơi, lớn tuổi là biết nhiều hả? Trời ơi, lớn tuổi nhiều khi biết cái con khỉ gì đâu.
không phải là lớn tuổi là mình biết đâu, lớn tuổi chỉ có kinh nghiệm hơn thôi chứ không phải là hiểu biết hơn. Ok, phải nói rõ ràng. Vì cổng nó hay lấp liếm từ ngữ lắm, giống như nó nói là chính quyền. Ủa chính đến phiên Việt Kiều cháu cá, nhưng mà thôi à, nói nhiều đó các bạn rồi, nói họ nói à, bây giờ mình vô vào cái hoàn cảnh á, là Việt Kiều sống không nổi ở đây. Khi lúc còn trẻ họ không có cái plan, là không có cái chương trình nào hết, hoặc là họ không hiểu cái hưu, cho nên khi mà về hưu họ bị get stuck, là họ không đủ khả năng chi trả ở đất nước Mỹ này, đặc biệt nhất là Cali. Bạn thấy như anh Alan, anh ở Cali, anh mua một căn nhà theo mà anh kể thì 400 mấy chục ngàn, rồi đến bây giờ nhà anh lên là cả 2 triệu đô các bạn, thì anh đóng có 400 mấy chục ngàn đô la đó thôi. Rồi mình ở đó mình mấy chục năm rồi, họ cứ là đóng tiền, bây giờ mua đó đã đóng tiền thuế cao đồ này kia, ừ bán đi về hưu rồi cần gì phải giữ căn nhà nếu mà mình đâu cần cho ai. Rồi nếu như mà mình đã đi làm 35 năm ở đất nước Mỹ này đúng đắn đàng hoàng, bạn có một đống tiền nói hoài. Ok, thằng nào nói mấy Việt Kiều đó mà lên mạng nói đó, kêu họ chứng minh đi lương hưu của họ trên 5.000 đô la đi, Đạt Nguyễn lên đăng đàn Đạt Nguyễn lại. Họ không có tiền sống ở đất nước Mỹ này, cho nên đi về Việt Nam để họ sống với cái giá rẻ. Cho nên những anh em ở đây họ nhìn vô họ nói, ê anh nói tầm bậy, anh nói anh chứ anh không có phải là nói là Việt Kiều ở đây, hoặc anh đại diện cho những cái người Việt hải ngoại này á, là ở đất nước Mỹ này nó sống như vậy. Anh sống không nổi ở Mỹ, anh về Việt Nam anh sống, cái chuyện đó bình thường. Và anh có tiền nhiều, anh thích sống ở Việt Nam, chuyện đó cũng của anh. Ok, nhưng những cái chuỗi ngày làm như anh Đại nói, cái anh này ảnh đi làm có 10 năm thôi ảnh làm, nhưng mà trong 10 năm đó ảnh làm 3-4 hãng. Khi mà bạn làm 3-4 hãng thì bạn đâu có cái tiền gì đâu các bạn ta. Bạn làm á, nó cho bạn 401k. Ok, mà bạn làm á trên 5 năm thì bạn mới lãnh được full 100%, lấy hết 100% của cái hãng. Thí dụ hãng nó cho bạn 3%, bạn bỏ 3% là 6%. Bạn làm sau 5 năm thì bạn mới ăn được 3% đó của nó. Còn bạn nghỉ trước, thí dụ bạn nghỉ trước 1 năm thì bạn ăn được chỉ có 20% của nó thôi. Rồi bạn làm 3 năm thì bạn ăn được 30%, 4 năm bạn ăn được 50%, 5 năm bạn ăn được hết 100% của nó. Thì bạn mới làm có mấy năm mà bạn nhảy thì làm gì có. Người Việt Nam mình á, là họ không có trọng, họ không có thấy rõ cái tiền 401k đó. Cho nên á, khi mà họ nhảy ra đó thì họ được mấy chục ngàn. Ha, thì họ rút ra họ xài cha, rồi các bạn đi về Việt Nam chơi nó mới vui. Hoặc là họ mua xe mua đồ hết rồi. Rồi họ lại tiếp tục họ làm được vài 3 năm nữa cái bắt đầu họ nghỉ. Họ nghỉ rồi cái bắt đầu họ đâu có gì đâu, nhiều khi họ cũng không chẳng có bỏ tiền vô 401k nữa. Rồi họ đi làm hãng khác. Thì hỏi bạn khi mà về hưu không có tiền. Với cái đồng lương đó, họ chỉ có nói, họ chỉ có nói với cái đồng lương à, Việt Nam mình khoảng 2.000 mấy ở Mỹ sống không nổi. Đúng rồi, ở Mỹ tiền hưu sống không nổi. Bạn mà làm maximum 3.800 các bạn, 3.800 mà nếu mà sống theo cái kiểu của Mỹ cũng sống không nổi. Cho nên bạn phải cần đầu tư lúc còn trẻ. Ok, rồi đầu tư lúc còn trẻ tới già mấy chục năm trời có một số tiền như thế, cái nhà ở nếu ở Cali bán ra xài, trời ơi, hoặc là đó à, mình bỏ mình bán ra mình tại vì họ nói là để nhà phải đóng thuế. Ok, bán ra đi, đầu tư cái khác đi. Đằng này nói anh em người ta nói ô anh không có, anh lên anh tuyên truyền xạo. À, anh nói là người về hưu ở Mỹ, đặc biệt nhất là người Việt Nam, stress lắm vì sống không nổi. Vậy đó, bên nhà mình này, từ cha mình, mẹ mình, ông già vợ, bà già vợ, rồi những cái bên chị em dâu em đồ, họ ở đây họ phải stress đâu. Lương họ không cao, họ cũng chẳng có bao nhiêu tiền 401k hết đó. Họ có stress đâu.
cứ là ở Mỹ là màu hồng cho tuổi trẻ, còn đen thủi đen thui cho tuổi già, làm gì có. Tại vì cái tuổi trẻ đó đó, anh ăn anh chơi anh không biết lo, cho nên á cái tuổi già của anh á chỉ có 3 đồng bạc. À, anh Đại nói nhiều lắm nhưng mà nó trôi đi đâu rồi, mình tìm nó mất thời gian. Tại vì ảnh vô ảnh nghe ảnh bực ảnh phản biện ở trong đó đó. Để coi nghe thử cái này coi có. Mình chọn dealer làm thì mình tới cái này cái khác. Có một cái chuyện nó rất trùng hợp như vậy nè, còn một người. À, cái này cái khác nữa, để mình tìm cái các bạn. Rồi tiếp tục. Mình là Đại ha. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn cho tới năm 1979. Rồi quê bên ngoại là Sóc Trăng. Sinh năm 1971. Nhỏ hơn anh Vincent 1 tuổi nha. Anh kêu mình anh hoài, anh Vincent kêu tên được anh Vincent ơi. Còn mình là anh Alan, anh Vincent, anh Vinny là coi như mấy huynh trưởng của mình. Đạt thì chắc nhỏ hơn mình một vài tuổi, nhưng mà thực sự mình cũng học hỏi ở Đạt rất là nhiều. Kiến thức chắc hơn mình. Thì ở đây không cần biết, trên đây là mình không có phân biệt ai qua trước qua sau. Biết gì thì chia sẻ với nhau. Có những thứ mình hoàn toàn mình không biết. Về chuyên môn của mình thì dĩ nhiên mình phải biết nhiều hơn người ta rồi. Thì mấy anh chị em trên đây toàn là đồng chung chí hướng. Có như có mình thấy cảm thấy có cùng chung chí hướng của mình vậy đó. Yêu tự do, dân chủ. Yêu giống như sự thật, không có muốn giả dối, nói xạo, nói láo. Qua khúc này coi sao cái rồi cái anh nói cái khúc để coi coi. Hai người này đều biết mặt trái mặt phải, biết mọi thứ lực lệ ở Mỹ rồi, biết bảo đảm nhiều lắm, rành dữ lắm. Nhưng mà tại vì không muốn nói, không thèm nói, hay là cố tình không nói, hay là bị ép buộc giống như. Còn mấy chủ nhà ở bên Cali mà nói chủ nhà sửa garage lại ở rồi để cho mấy người khách mướn thuê mấy cái phòng hết, phải ở chi vậy cho cực khổ rồi này nọ. Phỏng vấn thử mấy người chủ nhà tại sao nó làm vậy. Mình cũng đi qua Cali hoài, mấy người thân mình cũng có người làm gì, mình cũng hỏi, người ta nói là giải pháp tạm thời thôi, tại vì người ta muốn kiếm tiền gấp gấp cho lẹ, người ta muốn trả xong nhất quát cho cái nhà cho nó xong thôi rồi. Đâu có ai, thí dụ trả nhà xong rồi, đâu có ai cũng muốn làm gì, người ta cũng phải lựa một cái phòng tốt, cái nào tốt, người ta ở, hoặc là có thể là người ta tới đó, người ta trả xong, người ta có khả năng, người ta cũng cho xe phòng luôn. Cũng có nhiều người luôn, mấy người bạn bè mình cũng hồi xưa cũng vậy đó, cho thuê phòng rồi lung tung, rồi tới một ngày nào đó cái tự nhiên người ta trở thành có triệu trong tay, người ta bán cái nhà, cái người ta đi qua bên tiểu bang khác, người ta mua nhà, cái người ta dư ra, còn dư ra biết bao nhiêu tiền. Có nhiều người mua được 2-3 căn cho thuê, có nhiều người để lại có dư ra vài trăm ngàn, người ta làm chuyện khác đó các bạn. Thì nếu mình ở Cali mà tới tuổi hưu mình có nhà rồi mà mình không ở được thì nghĩa là cái tiền hưu của mình quá ít. Và đó họ cứ nói là phải đóng thuế cái này, đóng thuế cái kia. Ủa bán đi, anh cứ khư anh ở chỗ đó thì anh sống không nổi. Trời ơi, có một căn nhà ở Cali cả triệu đô, 2 triệu đô, đi những tiểu bang khác rồi mà mua, giống như anh Đại nói, một vài căn nhà khác cho thuê kiếm tiền, trời sống. Đằng này họ nói họ có nhà, họ phải đóng thuê, họ về Việt Nam sống giá rẻ, hoặc là phải ra garage để ở vân vân, cho xe phòng. Nếu một người có đủ điều kiện giống như anh Alan, thấy không? Lúc mà con ảnh đi học, nhà ảnh có dư 2 phòng ở trong garage, ảnh cho người ta share. Xong rồi con họ về, con ảnh về là họ không cho thuê nữa, đó là để cho những đứa con ở. Còn người ta muốn cho thuê thì cũng được, không cho thuê cũng được. Rồi đến khi về hưu đâu có cần đụng tới cái căn nhà đó, căn nhà đó cho con. Cái tiền hưu của người ta đã cả đống tiền các bạn. Còn đằng này mình sống không nổi, là mình cứ nói là ở Mỹ sống không nổi. Để người Việt Nam ở Mỹ khi mà về già stress lắm, họ nói tầm bậy tầm bạ. Cho nên đó, những anh em đây, những cái người đã ở lâu
nè, như anh Alan năm 78, anh Vincent của năm 70 mấy không các bạn, người ta hiểu được cái cuộc sống. Tại vì anh là người sống không nổi, những gì kêu thất bại nó về nó sống không nổi, đất Mỹ nó sống không nổi, nó làm không được, nó mới đi về Việt Nam nó tìm cái giá rẻ. Rồi nói ở Mỹ nó khổ vậy, ở khổ kia. Ờ, đi ở đâu cũng phải đi cài các bạn. Nhưng mà cái đầu tư đó, ha, cái tích lũy của năm tháng đó, thì đó Mỹ nó tạo cho mình cái điều kiện để cho khi mình về già mình sống nổi. Còn ai muốn sống ở đâu sống. Đó. Ok. Thôi mình xin tạm dừng video đây. Chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.